chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn mới đây thì ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý vụ việc voi bị hành hạ, cõng khách du lịch gây bức xúc trong thời gian vừa qua và cùng với đó là đề xuất triển khai mô hình du lịch thân thiện với voi để hướng đến việc chấm dứt dịch vụ cho du khách cưỡi voi. Theo đó, ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện Lắc và Buôn Đôn, các đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng voi, các tổ chức cá nhân sở hữu voi thực hiện nghiêm và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của tỉnh trong việc quản lý và sử dụng voi nhà. Đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ kinh phí cho người dân để hạn chế tối đa, hướng tới không tổ chức dịch vụ du lịch cưỡi voi mà tổ chức xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới liên quan đến voi có thu phí phục vụ khách du lịch như là voi chào khách, voi tắm voi phun nước cho voi ăn. Ngoài ra, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắc cũng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán hàng hóa, đồ lưu niệm, đồ trang sức, đồ mỹ nghệ liên quan đến động vật hoang dã, trong đó có voi tại các khu điểm du lịch và trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Trung tâm Du lịch Buôn Đôn đã giải thích hình ảnh những chú voi bị thương ở bản đôn Đắk Lắc là do không may bị cành cây đâm trong lúc di chuyển và cũng thừa nhận đã sơ suất không kiểm tra, giám sát kỹ tình hình sức khỏe của voi khi đưa vào phục vụ.